Xin chào tất cả các bác và các anh em. Buổi sáng hôm nay thì em làm hai chiếc vang số. Một chiếc Budesol 900 của một chị em Hà Nội gửi đến Căn Trình. Và một chiếc vang số 1080M hàng bãi màu trắng có cái tên là GRF 3D360 của chú em ở Nghệ An. Thì chú em Nghệ An này thì trước đây có mua của em vang số Siso T3 sử dụng cho loa RCF. Và chú này chú lại thích chuyển sang cái dòng Siso 1080. Thì chú lại đặt mua một chiếc vang số Siso 1080 màu trắng có cái tên là GRF 3D360. Thì cái dòng vang số này thì các bác cũng biết được rằng là mua của đơn vị nào, ai cài đặt chiếc vang số này. Thì đối với em là một cái người mà được nhận rất nhiều các cái dòng vang số của các anh em gửi đến Căn Trình. Thì tất cả những cái anh em bán âm thanh, bán vang số toàn quốc là em biết hết. Và em biết được cái khả năng làm vang số của từng ở đơn vị bán. Bởi vì là rất nhiều các anh em là mua vang số về nhưng mà không hài lòng ý thì lại gửi cho em Căn Trình. Thì em cũng biết được rằng là tất cả những cái anh em bán về vang số ở Việt Nam mình ấy, ở Việt Nam mình chứ không phải riêng gì miền Bắc hay miền Trung hay miền Nam đâu. Bởi vì là em nhận được vang số của các anh em toàn quốc gửi đến. Và chú này thì trước đây chú cũng đã trải nghiệm cái chất âm ở trên cái dòng Siso T3 em làm. Và bây giờ thì chú cũng có những cái đề nghị bổ sung thêm một chút về cái phần nhạc thôi. Thế còn về cái phần effect và phần mic ấy, là trước đây chú dùng Siso T3 là chú cũng khá hài lòng ý rồi. Và bây giờ chú mua chiếc vang số này. Thì chiếc vang số này á là nó cũng là chạy phần mềm 3.1.1 và chạy phần mềm 3.1.1. Nó cũng tương đồng như là cái dòng Siso màu xanh em đang bán kia. Thì cái Siso màu xanh kia ấy, thì nó có cái tên là Stock DK3 5.1 3 la mã. Cái dòng mà em đang bán kia thì nó cũng chạy phần mềm là 3.1.1 và có cái tên là Stock DK5.1 3 la mã. Thế còn cái dòng vang số này thì là nó là cái tên là GRF 3D360. Thì cái tên thì em đã chia sẻ với anh em rồi, nó không quan trọng về cái tên. Nó cũng do cái đơn vị đặt hàng người ta muốn in cái logo vào thôi. Thế còn cái chất âm thì nó như nhau thôi. Ở chiếc vang số 1080M màu trắng này có cái tên là GRF, nó cũng tương đồng với lại chiếc vang số sở tốc DK5.1 3 la mã và chạy chung phần mềm. Thế thì một cái vấn đề nó như thế này, các bác mua thì dễ, nhiều chỗ bán, nhiều đơn vị bán, nhưng mà để cài đặt được cái dòng vang số Siso mà nó có một cái chất âm mà khá hay cho các bác anh em ấy, thì em chia sẻ thường xuyên về cái phương pháp căn chỉnh của cái dòng Siso. Nói chung là các đời Siso, từ là Siso VS360 hay là T3 hay là 510 hay là 3D710, nói chung là rất là nhiều loại. Thì để làm một chiếc vang số Siso thì nó phải làm rất nhiều phần, nhiều mục. Đây là cái cấu hình cũ ở trên chiếc vang số này. Và mua của ai và ai cài đặt chiếc vang số này thì chắc rằng là chú em này là chú ấy là biết đầu tiên. Và các anh em thường xuyên xem các cái video ở trên YouTube ấy, thì cũng biết rằng là chiếc vang số này là ai bán. Thế thì cái việc mà giữa mua và bán ấy thì nó dễ thôi. Các bác anh em lên kênh YouTube tìm hiểu xem là chỗ nào bán thì nó dễ thôi. Thế nhưng mà khi mua về ấy, để có một cái chất âm mà nó đạt được 70-80% ấy là nó rất khó rồi. Rất khó, và nhất là đối với những cái anh em mà ngồi tại nhà tại chỗ để mà căn chỉnh cho các anh em ấy lại càng khó hơn, càng khó hơn. Cho nên là buộc là em phải nghiên cứu rất nhiều ở trên vang số và tập trung vào cái phần effect là cái phần cơ bản nhất. Khi mà effect nó đã đạt được một cái hiệu suất cao rồi ấy, thì là cái vấn đề âm sắc các bác có thể là căn chỉnh thêm thông qua cái giải quay dơ của cái phần mic và phần nhạc. Và khi chúng ta thay đổi về cái âm sắc ấy thì nó ít thay đổi về cái chất âm của một chiếc vang số. Còn để làm một chiếc vang số hay ấy, thì đầu tiên chúng ta phải làm một cái effect mà nó tự nhiên, chân thật, tình cảm nhưng mà lại dễ hát. Thì để làm được cái độ nhuyễn, độ mềm, độ nhuyễn và độ sáng, sáng nhuyễn, thì các bác thấy rằng là nói thế này, đây là cái cấu hình cũ thì em cũng thử luôn nhé, để cho các anh em có thể nghe được là cái việc cài đặt ở trên chiếc vang số này ở cấu hình cũ như thế nào. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4 7 7 2 3 5 6 9 1 2 6 1 2 6 9 1 2 6 9. Thì
thì rõ ràng rằng nó khác rồi. Ở trên cái dòng vang số này ấy, noise gate ở đầu vào, trong đó có cả phần nhạc, phần mic. Ở phần đầu ra, đầu ra là cái tỷ lệ đầu ra này, rồi cái location này, nó cũng ảnh hưởng đến chất âm này. Thế rồi là về cái compressor này, không làm, location không làm, compressor không làm, music AGC không làm. Và cái phần nhạc, chú này cũng rất chú trọng đến vấn đề về phần nhạc. Thế cho nên rằng em cũng có tập trung nghiên cứu về cái phần nhạc. Thế rồi có cái chức năng phát hiện thêm ở trên cái dòng ấy là cái ấn cái F6 này. Đây là cái cọc cấu hình cũ này. Thì cái chức năng nâng cao nữa, thông qua cái việc mà ấn cái nút F6 ở trên bàn phím ấy, thì nó lên một cái bảng như này, các bác thấy như này. Thì làm sao mà hay được. Hay được, đây là cấu hình số 2 này. Cho nên mua thì dễ, mua bán thì dễ mà. Đây cấu hình số 2, compressor cũng không làm, location cũng không làm để theo mặc định, music AGC không làm, noise gate đầu vào không làm. Xem đầu ra, đây đầu ra đây, tỷ lệ cho gì vợt không hợp lý, tỷ lệ cho gì vợt không hợp lý, đầu vào. Cho nên rằng là hát hay chưa chắc đã làm vang hay đâu mà. 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 6 4 7 7 2 3 5 6 9 1 2 6 1 2 6 1 1 2 6. Và tiếp đến là câu hình số 3 này. Xem câu hình số 3. Đây câu hình số 3 này. Ngay cái phần equalizer căn chỉnh equalizer của dì vợt này. Đây equalizer dì vợt. Equalizer echo này. Đây là câu hình số 3 này. Câu hình số 3. Nhìn chung thì nó cũng là ná nhau. Nó cũng là ná nhau thôi. Cái này dì vợt 60. Echo 80. Đầu ra. Đầu ra. Location này. Compressor không làm. Thì rõ ràng là nếu như làm một chiếc vang số ấy, mà chỉ có chú trọng vào phải giải quay dơ ấy, thì không bao giờ hay được đâu. Nếu làm vang số mà chỉ chú trọng giải quay dơ là không bao giờ hay được đâu. Không bao giờ hay được. Tí nữa em sẽ thử cả cái phần nhạc xem như thế nào. Nếu chỉ chú trọng giải quay dơ không hay được đâu. 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. 4 7 10 2 3 5 6 9. 1 2 6 1 2 6. Và cái việc không phải là thích echo tăng echo mà thích gì vợt tăng gì vợt đâu. Đây là cấu hình mà em làm ở trên cái chiếc vang số 1080 màu trắng của chúng em Nghệ An này. Thì các bác thấy là đây là cái phần music này. Tí nữa em sẽ mở phần music nhé. Phần music có làm cái music AGC này để cho chất âm music nó đẹp hơn này. Music đẹp hơn. Về cái đầu ra này, compressor có làm này, để cho cái chất âm mà giải thấp ấy nó có cái độ tròn gọn hơn và giải cao có độ sáng nhuyễn này. Location này có làm này. Tỷ lệ đầu ra này, đây tỷ lệ đầu ra, một cái tỷ lệ đầu ra, thậm chí cái phần music đầu ra này nó còn ảnh hưởng đến chất âm mà. Phần music đầu ra này, cái độ lớn của phần music đầu ra nó còn ảnh hưởng đến chất âm. Đầu vào đây có thấy limit compressor có làm này. Limit compressor có làm. Rất là nhiều phần, nhiều mục. Và bây giờ sẽ thử này. 1 1 1 1 2 2 2 3 3 4 5 1 1 2 2 3 3 4 5 7 7 8 9 10 4 1 7 7 2 3 5 1 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1
Đấy, 1 này. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4, 7, 10, 2, 3, 5, 6, 9. 1, 2, 6, 9.
rõ ràng ở chất âm em làm ấy thì nó đã có cái độ mà tròn gọn ở giải thấp và có độ sáng nguyễn ở giải cao rồi. 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 6 1 1 2 3 4 5 6 4 7 7 2 3 5 6 1 1 2 6. Bây giờ sẽ mở thử nhạc để cho các anh em nghe này. Mở thử nhạc. Bây giờ sẽ thử cái 1 nhá, xem cái nhạc của cái 1 này. Đây là cái nhạc của cái 1 này. Còn lại đây những khung trời chờ tháng năm lòng ngóng chờ. Đây là cái ba này, nhạc của cái ba này. Bây giờ sẽ mở cái 4 mà cái em làm nhé. Các bác sẽ nghe là cái nhạc của em làm. Đây là cái 4 này. Đây cái 4 này. Màu cái này là cái 4 mà cái em làm sơ sơ này. Những khung trời chờ tháng năm lòng ngóng muôn chờ. Bây giờ sẽ mở cái 1 này. Thì em cũng test nhanh để cho chú em ở Nghệ An này có thể yên tâm. Ít nhiều thì trước đây chúng đã nắm bắt được cái chất âm em làm, cũng đã được trải nghiệm chất âm làm. Và bây giờ thì đối với 1080M thì có lẽ rằng là sẽ làm hay hơn rất nhiều, hay hơn rất nhiều so với ngày xưa. Bởi vì hàng ngày em ngồi căn chỉnh vang số thì cũng có những cái cải tiến khi mà mình cài đặt vang số. Và cũng chia sẻ với anh em ấy, vấn đề là mua thì dễ, mua và bán rất dễ thôi, nhưng để làm một chiếc vang số hay cho các anh em là một cả một vấn đề. Thông qua cái kinh nghiệm lâu năm cũng như là cái sự thẩm âm thì mới làm được những chiếc vang số đạt được 70-80% cho các bác sử dụng.